Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2023 từ thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, chuyến viếng thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình và phái đoàn cao cấp nhất của Trung Quốc đến Việt Nam đã kết thúc. Ngoài những thủ tục bình thường như là Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm tứ trụ, chúng ta thấy có những hình ảnh riêng lẻ rất đặc biệt cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình và phái đoàn cao cấp của Trung Quốc tôn trọng thể chế của Việt Nam. Thể chế bây giờ họ gọi là tứ trụ ở trong đơn đảng đó. Đến thăm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến thăm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và làm việc với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đến thăm Thủ tướng Phạm Minh Chính và làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đến thăm Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ và làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Tập Cận Bình còn đến thăm lăng Hồ Chủ tịch, đặt vòng hoa nơi đây. Với những nghi thức rất là trang trọng, phải nói là trang trọng hàng đầu. Ngoài đó ra thì các phu nhân cũng có những sự tương tác với nhau. Tương tác với phu nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình là bà Bành Lệ Viên. Chúng ta thấy có những hình ảnh các phu nhân Việt Nam, các phu nhân như là phu nhân của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng v.v. đã mặc áo dài rất đẹp để chụp hình chung với phu nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viên. Đó là những thủ tục rất đơn giản và bình thường. Nhưng quan trọng nhất là bản tuyên bố chung của Việt Nam và Trung Quốc. Thì trong bản tuyên bố chung này, bên phía của Việt Nam và Trung Quốc đã ký một văn kiện. Văn kiện này cũng khá là ngạc nhiên đối với tôi và nhiều người. Chút nữa tôi sẽ đi sâu vào văn kiện này. Để hai bên nhất trí là nâng tầm quan hệ lên từ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện lên cao hơn một nấc. Họ nói là một cao hơn một nấc, nhưng ngôn từ thì tôi sẽ bàn sau. Họ nói là xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc. Đây là quan hệ mới có mà họ có cho rằng còn cao hơn cả đối tác chiến lược toàn diện. Đó là cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc thì theo các báo chí chính thống của Việt Nam có nghĩa là rất chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Thì cộng đồng chia sẻ tương lai á, Việt Nam và Trung Quốc, bây giờ cho nó là Việt Nam và Trung Quốc thôi, thì có 6 điểm. 6 điểm cần phải đi sâu vào để xây dựng tương lai. Thì hai bên nhấn mạnh 6 điểm đó. Thứ nhất là phải tin cậy chính trị cao hơn. Làm như thế nào để mà phương hướng phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc thì hai bên phải đối xử với nhau một cách bình đẳng, kiên trì, tôn trọng lẫn nhau, củng cố niềm tin chính trị của nhau. Đó là tin cậy chính trị cao nhất, là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn. Hợp tác quốc phòng, hai bên phải có một vai trò tin cậy chiến lược giữa hai đảng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữa hai nước, bảo vệ an ninh của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, an ninh ổn định khu vực và thế giới. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là hợp tác thực chất sâu sắc hơn. Hợp tác thực chất sâu sắc hơn từng vấn đề để mà thúc đẩy kinh tế khu vực và thế giới phục hồi, tăng trưởng bền vững. Hai bên sẽ tăng cường các cơ chế hợp tác tương ứng trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đầu tư ngành nghề, thương mại, nông nghiệp, tài chính, tiền tệ, nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác giữa các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, cơ quan giao thông vận tải, v.v. Đó là điểm thứ
Ba, điểm thứ tư là xây dựng nền tảng xã hội vững chắc hơn. Đây là điều mà để tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu và hiểu biết gắn bó lẫn nhau giữa hai nước, củng cố nền tảng xã hội quan hệ giữa hai đảng và nhà nước. Thưa quý khán giả, đây là đi vào vấn đề mà thí dụ như là du lịch, văn hóa, vân vân đó, thì chúng ta thấy là đó là điều thứ tư. Điều thứ năm là phối hợp đa phương chặt chẽ hơn. Điều này là để bảo vệ sự công bằng chính nghĩa và lợi ích chung của cả hai, thúc đẩy sự hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực cũng như là của hai nước. Kiến tạo môi trường bên ngoài có lợi cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Trung. Đây là điều mà chúng ta thấy như thí dụ như là vấn đề mà khai thác đất hiếm. Bây giờ thì đất hiếm không còn là gì mà đặc biệt của Trung Quốc và Việt Nam nữa. Mới đây Mỹ cũng đã khám phá ra kho mỏ đất hiếm của mình ở tại tiểu bang Wyoming hoặc là một số tiểu bang khác, và đó những nước khác cũng đã khám phá ra có mỏ đất hiếm. Nên bây giờ đất hiếm là bắt đầu là một cái gì đó nhiều người khám phá, thì cũng cần có sự tương tác giữa Việt Nam và Trung Quốc nhiều hơn. Vì Trung Quốc trước đây nói rằng là mỏ đất hiếm là đứng đầu thế giới và khai thác đầu tiên, rồi thứ hai là mỏ đất hiếm lớn thứ nhì là Việt Nam, nhưng Việt Nam chưa khai thác kịp, chưa khai thác, đang có trong quá trình phải nói là khai thác hơi khó khăn, thì cũng cần sự hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề này. Đó là phối hợp đa phương chặt chẽ hơn trong ý nghĩa thực tế như thế. Rồi điểm sau cùng đó là bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn. Điều này là nhấn mạnh đến vấn đề, những vấn đề ở Biển Đông. Thẳng thắn nói về vấn đề về biển, nói về vấn đề về tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và khu vực. Thưa quý vị, đó là những thông tin và bản gọi là bản tuyên bố chung của hai nước, với cái từ ngữ đó là cộng đồng chia sẻ tương lai, tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì đó là những cái sáng kiến của từ ngữ đó. Dẫu vậy thì tôi có những cái sự băn khoăn như thế này này. Thưa quý khán giả, trước tiên tôi cũng xin cảm ơn những người bạn gửi cho tôi những tấm ảnh mà Chủ tịch Tập Cận Bình đến Việt Nam được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp. Hai Tổng Bí thư gặp gỡ nhau, ngồi trên ghế ở đằng sau là bình hoa cây tre. Bình hoa cây tre đó, với một ý nghĩa rất là quan trọng với Việt Nam, vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói ngoại giao cây tre, gốc phải cứng, thân thì uyển chuyển mềm mại tùy theo tình thế, đúng không? Thì qua câu chuyện này á, lúc mà gặp gỡ thì đó là muốn gửi đến tất cả những ai mà theo dõi, tức là những người dân Việt Nam biết rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam đang ngoại giao cây tre, đang chứ không phải là sau đó, đang ngoại giao cây tre với Chủ tịch Tập Cận Bình và phái đoàn cao cấp của Trung Quốc, đang ngoại giao cây tre. Nghĩa là gốc thì cứng mà uyển chuyển thì uyển chuyển về vấn đề từ ngữ ở đây. Trước khi mà đến Việt Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình có chia sẻ những tâm tư của ông và được đăng trên báo Nhân dân của Việt Nam. Thì ông có nhắc đến chữ mà bây nhiều người nói, đó là ông nhắc đến chữ là cộng đồng chia sẻ tương lai. Cộng đồng chia sẻ tương lai thì bây giờ được sử dụng ngôn từ đó cho tương quan ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nó là một sáng kiến. Nó là sáng kiến cho tương lai của hai nước, nhưng mà nhiều người cũng nói rằng đây là một sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu và sáng kiến văn minh toàn cầu. Có thật vậy hay không thì chúng ta hãy nhớ là trong tháng 10, đầu tháng 10 và tháng 11, Reuters có đưa tin nói rằng Việt Nam và Trung Quốc mong muốn
Thứ nhất là Trung Quốc mong muốn trước là nâng cấp quan hệ lên thành là cộng đồng cùng chung vận mệnh. Cộng đồng cùng chung vận mệnh. Bây giờ thì đổi thành là cộng đồng chia sẻ tương lai. Tương lai Việt Nam và Trung Quốc. Quý khán giả thử suy nghĩ kỹ chút xíu đi. Cộng đồng cùng chung vận mệnh, nó nói lên một cái gì đó khăng khít ghê gớm lắm. Cả hai cùng chung vận mệnh. Cùng chung vận mệnh trong quá khứ, đưa đến cả tương lai chứ. Trong quá khứ đưa cả tương lai, đưa đến cả tương lai. Nhưng mà đó, mình đọc cái chữ là cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc đó, thì nó mất đi cái gì đó, cái ý nghĩa của quá khứ, nó chỉ có tương lai à. Chỉ có tương lai Việt Nam với Trung Quốc à. Nếu mà như vậy đó, thì nó không có khăng khít ghê gớm giống như chúng ta thấy cái từ ngữ là cộng đồng cùng chung vận mệnh. Tôi nói thí dụ thôi. Thời kỳ đệ nhị thế chiến, Trung Quốc bị Nhật đưa quân xâm lược. Và Việt Nam cũng bị Nhật đưa quân xâm lược. Rõ ràng cả hai đều cùng chung vận mệnh, cùng chung số phận. Nhưng bây giờ đó, khi mà nói đến là chia sẻ tương lai Việt Nam và Trung Quốc thôi đó, thì thấy rằng là chuyện này nó dễ quá. Nếu mà bỏ đi cái khúc mà đó đó, quên đi cái quá khứ, chỉ ngó đến cái vấn đề tương lai, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc, thì nước nào cũng có thể Việt Nam tương tác như thế được. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Nhật Bản được không? Được chứ. Vì tương lai mà. Nó không có khăng khít như mà chữ là cộng đồng cùng chung vận mệnh. Không khăng khít mà. Có thể nói là cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Mỹ được không? Được chứ. Nhưng nó sẽ không có khăng khít được. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Hàn được không? Được. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nga được không? Được. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Ấn được không? Được. Nên cái cụm từ là cộng đồng chia sẻ tương lai, đối với tôi thôi, đối với tôi trên cái bề mặt thôi, trên bề mặt á, prima facie, tức là trên bề mặt á, là nó không có sâu đậm bằng cái cụm từ là cộng đồng cùng chung vận mệnh, đối với tôi. Nhưng chính Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi qua Việt Nam lại dùng cái ngôn từ đó, đó là cộng đồng chia sẻ. Dẫu vậy thì tôi lại thắc mắc tại sao Reuters tháng 10, tháng 11 nói rằng là Trung Quốc muốn nâng tầm quan hệ lên thành cộng đồng cùng chung vận mệnh. Tôi thắc mắc chuyện đó. Chúng ta thấy là đáng lẽ chuyện mà gọi là Chủ tịch Tập Cận Bình đến Việt Nam theo Reuters là khoảng giữa tháng 11, cuối tháng 11, còn nếu mà đối đế lắm thì mới giữa tháng 12. Thì chúng ta thấy là như vậy là khoảng kéo dài cả tháng trời, Chủ tịch Tập Cận Bình mới đến Việt Nam. Vậy là theo tôi á, có sự cân nhắc về vấn đề đổi cái ngôn từ, từ là cộng đồng cùng chung vận mệnh sang cộng đồng cùng chia sẻ tương lai. Ai như thế nào đó nói với Chủ tịch Tập Cận Bình để rồi bên phía của Trung Quốc chấp nhận ngôn từ cộng đồng chia sẻ tương lai mà chính Chủ tịch Tập Cận Bình lại thốt lên và viết lên, đăng trên báo Nhân dân Việt Nam. Làm y như là bên phía của Trung Quốc là chọn từ ngữ này trước. Nhưng trong thực tế đó, Reuters đã đưa tin trước đó là bên phía của Trung Quốc muốn nâng cái từ ngữ mà chúng ta nghe rất rõ lại một lần nữa, đó là cộng đồng cùng chung vận mệnh. Tôi theo dõi báo chí ở hải ngoại, nhất là những bình luận trên VOA, trên BBC, trên RFI gì đó, thì thấy rằng họ nói đến cái cụm từ cộng đồng cùng chung vận mệnh trước khi chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Việt Nam nhiều hơn. Họ nghĩ là sẽ nâng cấp như thế.
Vì trên từ ngữ đó đó, trên từ ngữ cộng đồng cùng chung vận mệnh, nó có sự khăng khít với nhau. Khăng khít rất là quá khứ để đưa đến tương lai. Nhưng bây giờ đó là chỉ còn có là chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc, tức là cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Trung đó. Nó có tính cách là một cách riêng lẻ, nhưng nó không có sâu đậm bằng từ ngữ cộng đồng cùng chung vận mệnh. Theo tôi, cứ thường bên phía của Việt Nam cũng đã trình bày lại với bên phía của Trung Quốc trước khi mà Chủ tịch Tập Cận Bình qua Việt Nam, nói rằng với sự phản đối rất là nhiều nước, trong đó có Mỹ e ngại này nọ, hoặc là với những người mà họ chống đối Việt Nam, các thế lực thù địch vân vân, cho rằng là Việt Nam và Trung Quốc lập liên minh như vậy đó, thì đó là lập đồng minh có tính cách đối đầu với các thế lực, với các quốc gia khác, mà Việt Nam thì theo chính sách 3-0, không đứng về phe này để chống lại phe kia, không chọn phe nhóm mà chọn chính nghĩa. Nên làm như thế nào để cho chuyện chọn chính nghĩa nó nổi bật, thì cộng đồng chia sẻ tương lai nó nổi bật hơn. Nó không có nói lên ý nghĩa gì về vấn đề lập đồng minh hoặc là phe chọn phe nhóm gì hết. Có ai muốn là muốn cắt nghĩa kiểu nào đi nữa thì nó cũng không có nói lên được cái ý nghĩa gì mà chọn phe nhóm hết. Và tôi nghĩ rằng với sự thiện chí đó của Việt Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình thấy rằng cách nói của Việt Nam cũng có thuyết phục. Làm như thế nào giữa hai nước sự hợp tác như hồi nãy trên nói là 6 phương diện phải sâu và chặt rộng rãi như thế, nhưng từ ngữ chỉ là một chuyện nhỏ, tránh đi những sự ngộ nhận và hiểu lầm là cấu kết với nhau để trở thành một phe nhóm chống lại Tây Phương hoặc nước Mỹ. Nên Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc mới chọn đề nghị đó, đề nghị là cộng đồng cùng chia sẻ tương lai Việt Trung. Nhưng mà đó, như tôi nói đó, dầu dưới ngôn từ gì đi nữa thì cũng nói lên ý nghĩa nâng tầm quan hệ lên cao hơn nữa, cao hơn mức đối tác chiến lược toàn diện. Và đây là lần đầu tiên là một sáng tạo về vấn đề ngoại giao trên toàn thế giới luôn. Đây là lần đầu tiên. Có thể bên phía Trung Quốc và Việt Nam nghĩ rằng giữ lại cái cụm từ cộng đồng cùng chung vận mệnh cho cái chuyện gì đó, biết đâu được 20-30 năm sau thành là cộng đồng cùng chung vận mệnh. Khi mà có thể cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Mỹ, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nga, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Ấn, vân vân, thì Trung Quốc lại thấy rằng ngôn từ đó nó không còn đặc biệt nữa, thì sẽ từng bước một nâng lên, sẽ dùng ngôn từ là cộng đồng cùng chung vận mệnh Việt Trung. 20-30 năm sau thì sao? Có thể. Như tôi nói hồi nãy rồi, trên phương diện bề mặt thôi, ngôn từ cộng đồng cùng chung vận mệnh nó có ý nghĩa sâu sắc hơn cộng đồng chia sẻ tương lai, vì nó bao hàm luôn cả những sự quá khứ, lịch sử quá khứ, văn hóa và địa thế vân vân, đủ thứ hết để mà xây dựng tương lai, chia sẻ tương lai. Bây giờ đã chỉ còn tập trung vào chia sẻ tương lai nhiều, quên đi những gì của quá khứ. Quá khứ thì có những lúc vui, lúc buồn, tôi đã phân tích rồi. Đó là sự lựa chọn, và đó là lý do tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng Bí thư Tập Cận Bình, ngồi ở đằng sau là bình hoa cây tre. Đó là ngoại giao cây tre của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là ngoại giao cây tre của Việt Nam. Gốc thì cứng, nhưng mà thân thì uyển chuyển như thế đó. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.